Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Người Sách của mình. Vậy là chúng ta đã đọc hết 400 trang của cuốn sách Bill Gates, tham vọng lớn lao và quá trình hình thành nền địa chỉ Microsoft. Và chúng ta đọc thôi thì chúng ta mới chỉ có biết được tiểu sử của Microsoft thôi. Nhưng mà trong cuốn sách này thì đã hình thành, đã lồng ghép vào rất nhiều người chiến lược. Ví dụ như chiến lược về marketing, chiến lược về kinh doanh, chiến lược về tài chính, chiến lược về nhân sự. Và những cái chiến lược đó thì được kể thông qua lối kể chuyện về tiểu sử của Bill Gates, cách mà ông đã tạo lập tên Microsoft, một đế chế, một công ty vĩ đại nhất, bậc nhất, bởi vì trong lịch sử thì chưa có công ty nào mà có thể có một sản phẩm chỉ đến 90% thị phần như là Microsoft. Và những cái chiến lược đó thì chúng ta, sau khi chúng ta tìm ra được thì chúng ta sẽ rút ra một số bài học sau khi đọc hết cả cuốn sách này, và một số bài học này thì chúng ta sẽ có thể áp dụng vào trong cuộc sống của chúng ta nhiều hay không. Và thì ngay bây giờ thì mình sẽ cùng các bạn review tổng kết cuốn sách Bill Gates, tham vọng lớn lao và quá trình hình thành nền địa chỉ Microsoft nhé. Và trong video này mình sẽ chia ra 4 phần. Phần đầu tiên là chính là sẽ giới thiệu sơ qua một chút về tiểu sử của Microsoft, tiểu sử của Bill Gates, là cách Bill Gates biến Microsoft thành một công ty vĩ đại như vậy. Và thứ hai nữa, phần thứ hai của video mình sẽ kể các bạn về mình có thể tìm ra một số cái chiến lược mà có thể áp dụng vào kinh doanh mà mình sẽ rút ra, mình có thể giới thiệu các bạn có thể cùng nhau tìm ra hoặc là cùng nhau tham khảo. Và phần thứ ba của video sẽ là một số những bài học và một số ứng dụng, còn có khoảng 5 đến 10 bài học và chúng ta sẽ rút ra và có thể những cái ứng dụng. Và phần thứ tư của video đó chính là mình sẽ đưa cho các bạn một số những cái cảm nhận của mình về nhân vật Bill Gates và công ty Microsoft. Và một cái phần nữa mà mình muốn giới thiệu các bạn là những một số cái số liệu mà của tập đoàn Microsoft ngay bây giờ, về cái thời điểm và cái quá trình tăng trưởng của họ, về doanh thu và cái sự chênh lệch về lợi nhuận của họ, và nó sẽ được thể hiện trong toàn bộ video ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi với cái video đầu tiên. Cái phần đầu tiên của video đó chính là phần nội dung của cuốn sách Bill Gates, tham vọng lớn lao và quá trình hình thành nền địa chỉ Microsoft nhé. Thì cuốn sách này thì nó xuyên suốt về cái, nó kể về cái cuộc hành trình của Bill Gates, một cậu bé có năng khiếu thông minh với một cái gia đình có thể gọi nói là gia đình ở mức khá giả, và cậu thì được có cái xuất phát điểm tốt hơn mọi người rất là nhiều. Nhưng mà không vì cái xuất phát điểm của người cậu là tốt hơn người khác mà cậu có thể lại ỷ lại. Nhưng cậu bé Bill Gates là một cậu bé cực kỳ thông minh, chăm chỉ, và cậu thích sự tranh đua, thích sự tỉ mỉ. Và ngay từ nhỏ thì cậu đã được thông minh hơn người rồi, và thể hiện những cái việc mà cậu sử dụng trí thông minh của mình vào một số những cái công việc kiếm tiền. Ngay từ lúc nhỏ cậu thành lập công ty Data Ocha này, rồi là thành lập công ty Microsoft, và cậu sẵn sàng bỏ học khi mà cậu nhận thấy rằng là cái thời cơ kinh doanh của mình đã đến. Cụ thể nói vào khoảng năm thứ 3, khi mà cậu đang học tại trường đại học Harvard, thì cậu và người bạn thân cũng là người đồng sáng lập Microsoft của mình là Paul Allen, thì họ đã chính thức bỏ học và đi đến một thành phố vùng sa mạc, có thể vùng đấy là vùng sa mạc của nước Mỹ, và họ đã thành lập ra công ty Microsoft. Và công ty Microsoft này thì phát triển một cách thần tốc, cứ doanh thu năm sau lại gấp đôi năm trước, doanh thu năm sau thì gấp đôi năm trước, và nó phát triển rất là tốt đến mức là có rất nhiều những tờ báo lớn được để ý đến công ty, mặc dù là công ty rất là nhỏ bé, nhưng họ đã sẵn sàng hợp tác với một gã khổng lồ thời điểm bấy giờ về thiết kế trong ngành công nghiệp máy tính, nói chung là nó tập đoàn IBM. Rồi khi mà Microsoft và Bill Gates thì đã trở thành triệu phú vào năm cực kỳ trẻ, khi mà ông 27 tuổi ông trở thành triệu phú rồi, và đến năm 31 tuổi thì ông chính thức trở thành tỷ phú sau khi Microsoft IPO. Microsoft IPO thì không chỉ giúp cho Gates trở thành tỷ phú mà còn rất nhiều người khác trong ban lãnh đạo của Microsoft cũng trở thành tỷ phú. Và một điều đặc biệt quan trọng hơn nữa là ông giúp cho hơn 1.000 người đang sở hữu cổ phần của Microsoft lúc bấy giờ trở thành triệu phú. Hơn 1.000 triệu phú. Nhưng mà đây là lý xuất trên giấy tờ các bạn nhé, bởi vì là thời điểm đó thì vốn hóa thị trường mà những cái cổ phiếu đó bán nên có tiền, còn hiện tại thì chỉ vốn hóa thôi. Và không chỉ là Microsoft không phải một công ty mà cứ thế là phát triển, trong cái quá trình hình thành Microsoft thì gặp rất nhiều những cái rủi ro và cái trục trặc mà chính Bill Gates phải đương đầu, như là cách mà Bill Gates vượt qua. Ví dụ như là Bill Gates và Microsoft cũng có rất nhiều vụ kiện về cái quyền hợp tác hay quyền về bằng sáng chế, và cũng Microsoft cũng gặp một số những cái vấn đề liên quan đến với đối thủ của mình, đặc biệt và điển hình nữa đó chính là công ty Apple của Steve Jobs, một trong đối thủ không đội trời chung với cả Microsoft.
Nhưng chính cái cuộc tranh đua này thì nó tạo ra cho cái ngành công nghiệp máy tính của nước Mỹ thành một bước nhảy vọt và dẫn đầu toàn thế giới. Sau này thì mình cũng đã đọc qua cuốn sách tiểu sử mình đã đọc qua cuốn sách tiểu sử Steve Jobs rồi, nên là có thể hiểu được về cái cuộc cạnh tranh này của hai ông lớn trong ngành công nghệ. Hiện tại thì cả hai tập đoàn này là hai tập đoàn có giá trị hàng nghìn tỷ. Những cái cuộc cạnh tranh này thì làm tăng cho tính thú vị hơn khi mà chúng ta đọc đến những cái phần đó. Thì đó là một số tiểu sử mình rút ngắn lại. Còn thực chất thì rất chi tiết về những lần Microsoft tạo ra những sản phẩm mới, tạo ra những hệ điều hành mới, những cái sản phẩm ví dụ như là hệ điều hành Windows, là Windows 1, Windows 2, Windows 3, rồi cái cách mà Microsoft tạo ra những phần mềm, ví dụ như là phần mềm Word, phần mềm Excel, những cái phần mà Microsoft hợp tác với những công ty nhỏ, hợp tác với những công ty lớn, và cái chiến lược cạnh tranh của Microsoft, rồi chiến lược mà thâu tóm những công ty nhỏ và tiêu diệt công ty nhỏ đi. Và bây giờ Microsoft có thể gọi là, như mình vừa nói đầu video, chỉ 90% thị phần về hệ điều hành. Và đó là một số những tiểu sử cơ bản mình rút gọn lại. Và bây giờ phần 2 video là chính là một số những cái chiến lược về một số những cái chiến lược sau khi mình đọc rút ra những trang sách, sau khi mình đọc hết cuốn sách này, thì mỗi một video mình cũng có rút cho bạn một số những cái chiến lược rồi, và mình có thể tóm gọn một số chiến lược cụ thể lại. Cụ thể ví dụ như rằng là chiến lược về marketing thì chiến lược marketing của Bill Gates được học hỏi từ rất nhiều từ công ty đầu tiên mà ông và Allen đã cộng tác và hợp đồng đầu tiên, đó công ty IMTS, và họ đã đưa một cái chiến lược marketing về chiến lược cầu xanh, tức là về cái ở đây thì Gates đã học được cái cách mà có thể là tiếp thị tốt hơn này, cái cách mà Gates đi cùng cái đoàn đó, đoàn trong cái chiến dịch cầu xanh này, thì Gates đã học được cái cách về chiến lược về chăm sóc khách hàng, về chiến lược bảo hành sản phẩm của mình. Và trong về cái chiến lược kinh doanh thì cái điểm nổi bật nhất của Gates đó chính là sự nắm bắt cơ hội. Một khi mà Gates nhận thấy rằng có cơ hội với dòng máy tính, một bất kỳ một dòng máy tính nào, và cái thị trường về ngôn ngữ máy tính đó là một thị trường cực kỳ tiềm năng và rộng lớn, nó sẽ phát triển song song với cả thị trường và phần cứng máy tính. Và ông thường quan niệm rằng phần mềm máy tính thì mới là linh hồn của máy tính. Thì khi mà ông nhận ra cái thị trường tiềm năng đó thì ông sẵn sàng bỏ học để có thể theo đuổi đam mê của mình. Và cái chiến lược thứ hai nữa mà mình thấy ở trong phần chiến lược kinh doanh đó chính là cái chiến lược về đi đầu trong việc tung ra sản phẩm. Và một đặc tính mà Microsoft cạnh tranh không ngừng và áp dụng những cái năm sau, ngoài cái việc gọi là Microsoft đi đầu trong việc tung ra sản phẩm, ông còn Microsoft của Bill Gates còn một người cực kỳ giỏi sao chép những sản phẩm đó. Họ đưa những cái sản phẩm đó thành của bản thân của mình và phát triển lên một tầm cao mới. Điều này thì khá là giống với cả Apple. Và chiến lược tiếp theo là về chiến lược về nhân sự. Thì Microsoft cụ thể, Microsoft nói chung và nói riêng là Bill Gates thì có một tầm nhìn xa, và kèm theo đó là một cái khả năng nhìn nhận về con người cực kỳ tuyệt vời. Ông là một người có khả năng thuyết phục. Hầu hết những nhà lãnh đạo tài ba thì đều có khả năng thuyết phục, và họ khả năng thuyết phục và bán hàng của mình, bán tầm nhìn của mình cho những cái đối tác và những người có thể là sẽ trở thành những cái trụ cột trong công ty của họ. Và cái khả năng mà thuyết phục người tài về làm cho Microsoft là một cái khả năng cực kỳ tuyệt vời của Bill Gates. Thì đó là một số cái chiến lược chính mình có thể rút ra. Ngoài ra có một số cái chiến lược nữa, ví dụ như chiến lược về tài chính, rồi là cách mà Microsoft IPO này, rồi họ chia cổ phần như thế nào, và họ đối đãi với nhân sự. Về cái chiến lược nhân sự thì họ có thể trả lương cho mức nhân sự ở mức trung bình thôi, nhưng mà có một cái khác giúp nhân sự có thể cống hiến và làm việc tự giác rất là nhiều, chính là họ Microsoft sẵn sàng chia cổ phần cho nhân sự của họ, những nhân sự chủ chốt của họ hay những nhân sự có cống hiến nhiều. Thì đó một cái phần thưởng cực kỳ lớn, khích lệ lòng trung thành của nhân viên đối với công ty. Và minh chứng ở cái việc đó là khi IPO thì ngay lập tức Microsoft đã giúp cho hơn 1.000 người trở thành triệu phú. Thì đó là một cái điều mà cực kỳ mà khác biệt những công ty khác thời đó. Và ở đây thì mình cũng có rút ra một số bài học chính sau khi đọc hết cuốn sách này, đó là bài học về sự tuyển dụng, bài học về cơ hội, bài học về tuyển dụng và đào tạo nhân sự này, bài học về sự tập trung. Bởi vì Bill Gates là một người cực kỳ tập trung. Ông có thể làm việc 18-19 tiếng mà ông thậm chí ngủ ngay trên bàn làm việc, chỉ ăn những đồ ăn nhanh và ngủ, lấy lại sức một chút rồi là tỉnh dậy lại làm việc tiếp. Và bài học tiếp theo nữa, bài học về cái tự giác trong công việc. Và bài học nữa là về cái cơ hội. Và bài học đó là một
Thì đó là một số bài học mình rút ra. Còn phần cảm nhận của mình về cuốn sách này thì mình cảm nhận rằng là cái chìa khóa chính mà giúp Microsoft thành công, và điều này luôn luôn đúng với Microsoft hiện tại, mình có thể là tương lai nữa, đó chính là Microsoft đã tiên đoán được cái thị trường khá là hữu hiệu. Và cụ thể là Bill Gates và người đồng sáng lập của mình thời điểm đó là Paul Allen thì đã có một cái tư duy có thể đi trước từ 1 đến 2 năm so với cái những cái công ty cùng đối thủ lúc bấy giờ. Và ông thường cái tỷ lệ phán đoán chính xác của, tức là chắc chắn là sẽ có tỷ lệ phán đoán là không chính xác, nhưng mà cái phần trăm phán đoán chính xác của Bill Gates và Paul Allen là cao hơn rất là nhiều. Và cái khả năng nhận định tình hình của hai người đó thực sự tài tình, khiến cho đây là một số những cái chìa khóa thành công giúp cho Microsoft trở thành những tập đoàn lớn có doanh thu hàng nghìn tỷ, có giá trị hàng nghìn tỷ đô la. Về cái phần tiếp theo đó chính là phần 4 về tổng kết số liệu của Microsoft hiện tại bây giờ, mình muốn chia sẻ với bạn một chút. Thì trong 3 năm gần đây, cái doanh thu của Microsoft cho từng năm, ví dụ năm 2016 nhá, cách đây 4 năm, thì là doanh thu của Microsoft là 91,154 tỷ đô la. Doanh thu năm 2017 là 96,51 tỷ đô la, và doanh thu năm thứ năm 2018 là 110 tỷ đô la. Cái con số sau mình xin phép làm tròn các bạn nhé. Doanh thu năm 2019 là 126 tỷ đô la, và doanh thu mà tính đến tháng 9 của năm 2020 vượt năm nay thì là doanh thu là 143 tỷ đô la. Và giá trị công ty hiện tại đã được đăng định giá là năm 2016 là 431 tỷ đô la, và đến năm 2019 là 782 tỷ đô la, và một bước nhảy vọt năm 2020, và thời điểm cao nhất của Microsoft là khoảng 1.900 tỷ. Và ngay bây giờ vào khoảng tháng 9 năm 2020 thì hiện tại Microsoft đang được định giá là 1.752 tỷ đô la. Con số kinh khủng các bạn. Và cái giá trị, cái tỷ lệ tăng trưởng so 3 năm cùng, tỷ lệ so sánh giá trị công ty thì qua 3 năm gần đây, thì năm đầu tiên vào năm 2017 thì giá trị công ty tăng 12,6%, và năm 2018 thì giá trị công ty tăng 39,9%, xấp xỉ 40%, và năm 2020 tính đến tháng 9 năm 2020 giá trị công ty đã tăng lên 124%, các bạn ạ, một con số cực kỳ kinh khủng, để thấy được mức độ phát triển của Microsoft một cách cái bước nhảy vọt từ năm 2019 đến năm 2020 là một cực kỳ là nhảy vọt so với công ty khác. Và đây là một doanh thu có giá trị hàng nghìn tỷ đô la, chính xác là khoảng tháng 9 năm 2020, hết báo cáo hết quý 3 của năm 2020 là 1.752 tỷ, thì một con số rất lớn các bạn. Thì trên đây mình vừa giới thiệu các bạn review tổng kết cuốn sách Bill Gates tham vọng lớn lao và quá trình hình thành nền chế Microsoft. Và chúng ta sẽ chuyển sang một cuốn sách mới và những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.